con nào á nó lớn nhất, cái đó là con cái nha. Cái con nhỏ này là con đực. Xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đang theo dõi kênh Ăn Uống Vlog của mình nha. Hiện giờ trên tay á của mình đang cầm cái gì có biết không? Đây là cái bàn chải mà mình sẽ tắm gội cho cái những cái con tôm hùm. Úi da. Nó búng. Trời ơi, mình mới vừa đụng nó một cái là nó búng mình đó. Cái nè, đây là những cái con tôm hùm mà nó còn rất là khỏe mạnh. Mình mới vừa đụng nó một cái là nó búng mình luôn, nó giật mình luôn. Và tắm nó. Chị sẽ tắm các em nha, cho các em sạch sẽ nha. Rồi chút xíu nữa là chị sẽ đem xông hơi các em. Hơi xả nhiều em. Cho da nó sẽ trắng trẻo hồng hào. Và hôm nay mình có 6 con bào ngư nữa. Bây giờ chị cũng sẽ tắm chà rửa cho các em bào ngư. Mình mới vừa chà rửa những cái con tôm hùm này rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô hấp khoảng 20 phút nha. Cả nhà có thấy khác biệt? Cả nhà có thấy khác biệt giữa hai cái con tôm hùm này không? Có thấy khác hơn chỗ nào không? Theo mình thấy á, cái con nào á nó lớn nhất, cái đó là con cái nha. Cái con nhỏ này là con đực. Và cái con đực á là nó có cái màu xanh. Nhìn thấy nó màu xanh không? Bây giờ mình đem hấp bia khoảng 20 phút nha cả nhà. Bây giờ đi xông hơi. Mình xông hơi khoảng 17 phút. Bây giờ là mình làm cái nước sốt để một lát nữa mình ăn những cái con bào ngư đó. Đây là nước sốt cho bào ngư nha. Thì ở trong đây á là có tương ớt Hàn Quốc ha, thì càng ngon. Và đây là ớt bột nè. Và ở đây là bột nêm gà. Và đây là cái nước sốt dầu hào, nước sốt oyster sauce, sốt hào ha. Và có một ít tiêu nè, có một ít đường và một ít nước tương nữa. Rồi nước sốt mình đã làm xong rồi, bây giờ nó sệt sệt nè, ngon quá ha. Bây giờ là Như Ý sẽ làm muối tiêu chanh nha. Nhưng mà hôm nay là Như Ý sẽ để thêm tỏi nè. Và ở trong cái này á, là vỏ chanh đó, nếu mà mình có cái lá chanh thái thì càng ngon nữa. Thì đây là vỏ chanh mà Như Ý đã sắc ra nè. Rồi ớt. Rồi, Như Ý mới vừa xay xong nè. Giờ mình sẽ để muối tiêu vô ha. Như Ý sẽ bỏ thêm một chút xíu đường nữa để cho nó dịu lại đó. Bây giờ mình sẽ dắt nước chanh vô nha. Rồi, bây giờ mình chỉ chờ tôm hùm chín là mình ăn thôi. Cả nhà ơi, mình đã hấp 17 phút rồi. Bây giờ mình sẽ để những cái con bào ngư này vô để hấp thêm 3 phút nữa. Ok, mình vừa hấp xong rồi. Bây giờ mình gấp những cái con bào ngư này ra nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ chan cái nước sốt mà hồi nãy mình làm nè. Những cái con tôm hùm này ra. Trời ơi, rỡ. Nhìn hấp dẫn quá. Con này lớn, nặng lắm nè. Cái em này là em đực nè. Anh nhỏ xíu à. Ảnh dê quá cho nên ảnh nhỏ xíu à. Ủa sao kỳ ta, giống như là thiên vị đực cái vậy. Bây giờ mình xin mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Bảo Ngọc ơi, giờ con nói sao nè? Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Giỏi rồi. Xin chào cô chủ hả? Đúng là. Đúng là nó sống ở Mỹ. Nó nói chuyện nghe mắc cười quá. Xin chào cô chủ. Xin chào cả nhà. Rồi, nè đây là những cái con tôm của mình là hấp dẫn quá luôn hả cả nhà ha. Cái nè. Y da nó to coi nè. Nóng quá, nóng lắm. Ui da, nóng. Ui da. Cái này à. Cái này vừa nóng vừa thổi vừa ăn nha. Bây giờ Như Ý xin mời cả nhà cùng ăn bào ngư với mình nha. Nè, đây là cái bào ngư mà hồi sớm là Như Ý đã làm cái nước sốt đó. À, đã chan lên cái con bào ngư nhìn màu đỏ đỏ hấp dẫn quá ha. Xin mời cả nhà. ăn seafood á, hải sản là mình phải ăn bằng tay nha, mình phải bóc tay thì ăn nó mới có kết quả. Màu thấy là sao? Wow, ngon quá.
Ngon lắm luôn cả nhà ơi. Wow, ngon cay, dạ. Cay, giòn. Cái này là bao cay luôn. Trước khi mình ăn cái thử con bò ngươi này thử xem sao. Wow, ngon quá. Cộng nước sốt là thấy hấp dẫn quá. Dạ. Cheers. Nóng quá. Ôi giờ cái trứng nó quá cho trứng luôn. Trứng này hấp dẫn quá. Dạ. Ôi giờ đây cái trứng nè. Wow. Dạ. Trứng nhiều lắm luôn. Ăn cái đó hồi nữa là say luôn. Ăn coi là trứng trứng đầy luôn. Vâng, ngon quá. Vâng. Số 1. Đã quá. Cái mà chua, mặn, béo, đủ hết. Cái muối tiêu chanh đủ này á, hồi sớm mình có làm với cái vỏ chanh á, mình xắt vỏ chanh nhỏ bỏ vô. Nên giờ cho nên giờ mình ăn á, nó thơm mà chanh mà nó cay đã. Có cả nó gạch, gạch nó vô cái trong con cơm luôn kìa. Bên này cũng có gạch nữa. Dạ. À, nóng quá. Ngon quá. Cần nuôi con trắng mới đã. Cái này cái trứng à. Tôm này trứng quá trời luôn. Wow, con nào cũng gạch không đã quá. Ngon cái nào. Nóng quá luôn. Dạ. Vừa nóng vừa cay vừa đã. Cả nhà ngon ai đó. Mà ai mà thích gạch á sẽ ăn thích ăn mấy cái phần đầu. Phần đầu nó gạch rất nhiều nha. Dạ. Con tôm này vừa gạch vừa trứng quá trời luôn. Nó béo ngậy lên tới ốc luôn. Nhưng mà bao cay luôn. Cay quá. Cay mà ngon. Cay mà rất ngon, chấm. Mình thích ăn lắm cả nhà ơi. Nhìn thấy mình nó ốm ốm nhỏ vậy chứ thích ăn lắm. Mình thích đi chơi chỗ nào mà có đồ ăn nhiều, mình ăn hoài. Ăn cả ngày cũng được nữa. Thích ăn. Ví dụ bây giờ mình thích bào ngư hả? Hay là thích tôm hùm. Em sẽ chọn cái nào? Em chọn hết cả hai. Nếu mà được trong chọn trong một em sẽ chọn ai đó. Wow. Giống như cái bài nhạc vậy, người ấy và tôi em chọn ai, cái này là bài toán khó luôn cả nhà ơi. Giống như em chọn được trong một đâu được chọn hai món hai. Món nào cũng ngon hết trơn, món nào nó cũng đặc biệt hết trơn á. Bây giờ á, nếu mà bảo mà chọn một á thì thật ra là mình tham lắm, mình phải chọn hai à. Không bỏ món nào hết, tại vì món nào em cũng thích hết. Ngon quá. Ngon quá. Món nào em cũng thích hết. Ngon. Cái vấn đề bây giờ làm sao mình mở lại được, mình mở ra cái càng này. Các bạn thấy này không? Câu hỏi và có câu trả lời. Thấy mình nhưng mà thấy biết câu trả lời nó hướng về đâu không? Về đây. Hướng này. Giống như nhiều khi ông ấy nói đùa với các bạn thôi, cái này là chuyện vui thôi nha. Giống như các bạn gái hay người vợ hay người chồng cứ hỏi em hay anh có khát nước không, là khi mình sống với người đó mình hiểu. Ok, em hay anh có khát nước hay không, có nghĩa là có thể lấy ly nước cho anh không đó. Cho nên đôi khi mình phải hiểu cái điều đó. Cái chẳng hạn như hỏi cái càng này gỡ ra làm sao vậy anh, đó là phải hiểu. Ok, là anh sẽ gửi cho em vậy thôi. Anh hiểu mình quá luôn á. Không cần phải hỏi thêm câu thứ nhì vậy thôi. Quá hiểu luôn. Còn nếu mà em muốn hỏi cái càng ăn này ăn nữa không như thế nào thì anh sẽ
chị dẫn em luôn. Hả? Ăn như thế nào hả? Ờ, cái này là khỏi chỉ, em biết rồi. Nè con, mẹ cho con nè. Nè, bé Ngọc, mẹ cho con ăn cua nè. Ha. Thôi mẹ nhường lại cho con ăn. Chị có nguyên một dĩa, bé có nguyên một dĩa. Chị có nguyên một dĩa rồi mà chị không ăn. Con ngồi lên, con nói chuyện với cả nhà nè. Chưa say hai sao bây giờ? Chưa, con nói chuyện với cô chú đi. Rồi. Nói chuyện với cô chú đi. Khỏe không? Khỏe không? Ừ. Cô chú. Cô chú. Khỏe không? Khỏe không? Ừ. Ừ. Con nói đi. Bảo Ngọc. Con tên Bảo Ngọc. Giỏi. À, các bạn có sự cố gắng nhưng mà điều có cái là phát âm không có được chuẩn cho lắm. Nhưng mà cũng có sự cố gắng. Nào, tôm hùm này ăn ngon quá. Ngọt thật quá. Quá trời ngọt luôn. Ừ. Dạ. Nó ngọt mà nó cắt thịt lắm luôn cả nhà ơi. Nó cái con của nó nặng trịch à. Rất là nặng luôn, ngọt lắm. Ừ. Hôm nay mình mua cô tôm hùm này 6 con nha, 6 con tôm hùm. Dạ. Cái nào? Ui giờ con cứ gặp cái nó nè. Tổng cộng là nếu mà tính cân nặng của Mỹ là gọi 8 pound mấy đó thì khoảng 4 kg Việt Nam thì tổng cộng là 75 đồng cỡ đó đó. Thì tiền Việt Nam của tiền Việt Nam là bao nhiêu em? 75 đô là khoảng 1,6 triệu. Triệu 6 hả? Dạ. Yeah. Triệu 6 hả? Khoảng 1,6 triệu đó. Mình không biết chính xác nhưng mà cỡ đó đó. Yeah. Thì tính theo pound á nha là 9 đô một phao. Ồ, nói chuyện bà Ngư, cái giá bà Ngư cái con bên này nó cỡ này thì nó bằng khoảng 3 ngón tay, 4 ngón tay mình á, 3 ngón tay mình. Thì một con là 6 đô á. Là khoảng 130 hả? Rồi đó, 120, 130 cỡ, trong 130 cỡ. Dạ. Cầm nguyên con ăn vậy là mới ngon. Rồi con ăn đi. Hôm nay con muốn nói gì với cô con chú không? Con muốn nói chuyện gì? Muốn nói gì nghe bà nghe coi. Hỏi muốn nói chuyện gì với cô chú? Bé nó khen đi kẹo. Con muốn ăn kẹo. Xem. Cho nên xin cả nhà hãy ủng hộ cái gia đình của mình, ủng hộ cái kênh ăn uống vlog để mà đăng ký kênh nha. Và mình xin hẹn cái video mới nhất. Bảo Ngọc ơi, con nói làm sao nè? Con nói làm sao? Bye cô chú. Bye các bạn. Bye các bạn. Gì nữa? A kiss. Nụ hôn nồng cháy ra. Yeah. Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà.